Kính chào anh chị em. Có hai tin vui. Thứ nhất là bài số 18 của tuần qua được anh chị em yêu thích đã đạt được trên 11.000 lượt người xem chỉ sau 24 giờ post lên. Và thứ hai là bài số 14 nhận được 1.000 biểu tượng cảm xúc với 13.400 lượt xem. Xin cảm ơn anh chị em đã yêu thích chương trình và xin tiếp tục yêu thích và phổ biến cho nhiều người được biết. Hôm nay chúng ta tìm hiểu trình thuật ông Adam và bà Eva trong sách Khởi Nguyên Genesis chương 2. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo Catechism of the Catholic Church, phần các nghĩa của Thánh Kinh The Senses of Scripture, nói có một câu thơ thời Trung Cổ tóm tắt bốn nghĩa của Kinh Thánh. Nghĩa văn tự dạy về biến cố, The letter speaks of deeds. Nghĩa ẩn dụ dạy điều phải tin, Allegory to faith. Nghĩa luân lý dạy điều phải làm, The moral, how to act. Nghĩa dẫn đường dạy điều phải vươn tới, Analogy, our destiny. Bốn nghĩa trên được gọi là Catriga. Catriga là một từ Latin chỉ một xe có bốn ngựa kéo. Definition of Catriga: a carriage drawn by four horses abreast. Những hình ảnh chúng ta thấy. Vậy câu chuyện ông Adam bà Eva trong Kinh Thánh kể lại, và Đức Chúa, Thiên Chúa đã giáng xuống trên người một giấc tê mê, và người đã rút lấy một xương sườn của nó, đoạn lắp thịt vào, và trên sườn đã rút từ người, Đức Chúa Thiên Chúa đã xây thành người đàn bà. Và người đã nói, nàng sẽ đội danh là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông. So the Lord God cast a deep sleep on the man. He took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The Lord God then built the rib that he has taken from the man into a woman. The man said, "This one shall be called woman, for out of man this one has been taken." Phần giải thích cho chúng ta biết, người đàn ông, the man recognizes an affinity with the woman God has brought him. Người đàn ông đã nhận ra sự thân thiết với người đàn bà mà Chúa đem đến cho ông. Không giống như các loài vật là được làm bằng bụi đất. She is made from his very self. Thì nàng được dựng nên từ chính người đàn ông. Cho nên có một sự chơi chữ về âm ở trong tiếng Hebrew. There is a play on the similar sounding Hebrew words, Isha. Chúng ta nhìn tiếng Hebrew Isha. Và là women, wife, đàn bà, người vợ. Và Ish là man, husband, đàn ông hoặc người chồng. Trong tiếng Hebrew chúng ta thấy Ish gồm có ký tự là Aleph, ký tự thứ nhất, rồi Shin, tự thứ 21, nghĩa là Apchot. Còn từ Ish đó sang chữ Isha thì cũng có Aleph, Shin và thêm chữ He. Sự kỳ diệu trong ngôn ngữ của Kinh Thánh cho chúng ta thấy mầu nhiệm thật phong phú diệu vợi của lời Chúa. Như vậy, trình thuật này có bốn nghĩa như sau. Thứ nhất là nghĩa văn tự, là sự kiện lịch sử Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, có nam, có nữ, ông Adam và Eva đó, và đã thiết lập hôn nhân gia đình trong xã hội loài người. Rồi nghĩa thứ hai là nghĩa ẩn dụ. Chúng ta ôn lại nghĩa ẩn dụ một chút. Tiếng Anh là the allegorical sense. Nghĩa ẩn dụ có nghĩa là gì?
là chúng ta có thể hiểu các biến cố cách sâu xa hơn khi nhận ra ý nghĩa của chúng trong Đức Kitô. Xin lưu ý, trong Đức Kitô, dưới ánh sáng mầu nhiệm Đức Kitô. Ví dụ, cuộc vượt qua biển đỏ là dấu chỉ của chiến thắng của Đức Kitô và do đó cũng là dấu chỉ của bí tích rửa tội. A sign or type of Christ victory and also Christian baptism. Đó là nghĩa ẩn dụ. Vậy trở lại câu chuyện ông Adam bà Eva thì đó có thể là hình bóng của nhiều mầu nhiệm. Thứ nhất, Adam bà Eva từ cạnh sườn ông Adam có nghĩa là Chúa Kitô và Hội Thánh là hiền thê của người. Rồi bà Eva xuất phát từ cạnh sườn ông Adam ám chỉ lúc Chúa Giêsu gục đầu tắt thở trên thánh giá. Nghĩa là ông Adam ngủ thiếp đi. Và hiền thê là Hội Thánh xuất phát từ cạnh sườn người bị đâm thâu như bà Eva xuất phát từ cạnh sườn ông Adam đang ngủ. Rồi có thể là nghĩa thứ ba ở đây là ám chỉ hai bí tích tuyệt hảo par excellence chảy ra từ thánh tâm Chúa Giêsu bị đâm thâu là nước, ám chỉ bí tích thánh tẩy và máu, bí tích thánh thể. Thật là nhiệm màu quyền năng lời Chúa, thưa anh chị em. Rồi nghĩa thứ ba, nghĩa luân lý ám chỉ sự hợp nhất nên một và sự trợ giúp lẫn nhau giữa người nam và người nữ cũng như tình yêu thủy chung trong đời sống gia đình. Và sau cùng là nghĩa dẫn đường. Ông Adam bà Eva hướng đến, ám chỉ đến một tiệc cưới trên thiên quốc của con chiên và hiền thê là Hội Thánh trong ngày cắn chung tận cùng của lịch sử loài người. Xin quyền năng lời Chúa ban bình an cho anh chị em. Xin cảm ơn.